Hello, xin kính chào các vị nhà đầu tư. Hiện tại em đang đứng ở khu đô thị Nga Yên của xã Nga Yên, giáp khu đô thị Bắc Ba Đình, thuộc trung tâm huyện Nga Sơn, cách trung tâm huyện Nga Sơn là 1 km, rồi cách chợ Nga Sơn 1 km, rồi cách ủy ban xã Nga Yên 500 m. Là khu vực này gần chợ, gần trường, thuận lợi buôn bán kinh doanh. Đất ở đây là diện tích là 100 m², mặt là 5, sâu vào là 20, đằng sau lưu không là còn 2 m. Khu vực này đường to, rộng 16 m, vỉa hè mỗi bên rộng 3 m, đường to thông thoáng. Khu vực này đã đông dân cư xây dựng. Các bác nào có nhu cầu mua bán đất thì có nhu cầu bán đất hoặc là nhu cầu mua đất thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0946218580. Em là chủ mảnh đất này. Đây, khu vực bốn xung quanh đã xây dựng kín rồi. Ở khu vực này thì có những căn lâu đài của Bắc Đình Đá này xây dựng rất chi đẹp, đông vui. Và đây là trong khu đô thị Bắc Ba Đình, giáp với khu đô thị Bắc Ba Đình luôn.